Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn, và Huy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 25 tây của tháng 11 của năm 2019 và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có những phần sau đây. Đầu tiên là cái cập nhật, cái update liên quan về cái quyết định hành pháp của cái bảo hiểm y tế cho tất cả những người nào định cư vào nước Hoa Kỳ. Rồi trong cái chương trình này, Tuấn có cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2019. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được trực tiếp gửi tới quý vị. Đó là live trực tiếp gửi tới quý vị qua hai hệ thống. Hệ thống của đài truyền hình của VietTV 55.5 tại khu vực Houston và Dallas, và VietTV trong DirecTV, VietTV trong Facebook và VietTV Online. Cùng một lúc nói chuyện với quý vị qua TV thì chương trình cũng gửi trực tiếp qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Đó là 1560 AM trong khu vực thành phố Houston. Cho dù là qua radio hoặc là TV, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đặt những cái câu hỏi là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Một lát nữa thì Tuấn sẽ tiếp đón câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị liên quan về vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Thì thưa quý vị, giống như Tuấn trình bày, trong cái chương trình này Tuấn cần cập nhật cái tin tức liên quan tới cái vấn đề quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 4 tây tháng 10 của năm 2019. Thì bây giờ để cho quý vị trở lại cái thời điểm ngày 4 tây tháng 10 của năm 2019, đó là chiều tối ngày thứ 6 4 tây tháng 10 của năm 2019. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng bất cứ người nào định cư vào nước Hoa Kỳ, định cư từ nước ngoài vào nước Hoa Kỳ, đó. Nghĩa là quý vị ở Việt Nam phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, rồi sau đó có cái thị thực định cư vào nước Hoa Kỳ, mà quý vị không có rơi vào cái ngoại lệ, nghĩa là giống như là chương trình mồ côi, chương trình tị nạn, chương trình trực hệ, giống như là con có quốc tịch bảo lãnh cho ba má. Nào, cái đó là cái tin tức mà xảy ra ngày 4 tây tháng 10. Rồi đáng lẽ cái quyết định hành pháp đó phải thi hành vào ngày 4 tây tháng 11, là 30 ngày sau. Nhưng mà vào ngày 22 tây tháng 10, qua ba cái cơ quan nhập lại, đó là Hội đoàn Luật sư Di trú AILA, Justice Action Center và Innovation Law Lab đã nộp một cái kiện tùng, của tòa liên bang tại thành phố Portland, Oregon. Thì cái kiện tùng này nó rơi vào ngày 30 tây tháng 10 của năm 2019 để xin chống lại cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Đó. Thì vào 2 ngày sau hoặc là 3 ngày sau, đó là thứ Bảy ngày 2 tây tháng 11, thì ông chánh án của tòa liên bang tại Portland, Oregon đã đưa ra một cái quyết định tạm thời, không cho thi hành cái quyết định hành pháp này trong vòng 28 ngày. Đó. Cho nên hiện tại bây giờ chúng ta vẫn trong cái thời điểm là 28 ngày. Cho nên cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump không được thi hành. Thì cái 28 ngày nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tây tháng 11. Nghĩa là nó sẽ hết hạn vào thứ Bảy tuần này. Đó, thứ Bảy tuần này, cái quyết định của chánh án của bên Portland, Oregon không cho thi hành cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump sẽ hết hạn vào ngày 30 tây tháng 11 này. Thì bây giờ cái cập nhật cho quý vị rằng là thứ thứ 6 vừa qua, là ngày 22 tây tháng 11, thì người chánh án ở Portland, Oregon đã nghe cái sự tranh luận để cho luật sư cho đại diện cho ba cơ quan này trình bày để xin cái người chánh án này cho một cái injunction, nghĩa là cái quyết định không cho thi hành luôn cho tới khi nào cái kiện tụng này xử xong. Đó.
Cho nên thứ sáu vừa qua thì bên luật sư cho AILA, cho Justice Action Center và Innovation Law Lab đã trình bày cho ông chánh án ở Portland, Oregon xin hai cái chi tiết. Cái chi tiết đầu tiên là xin cái quyết định tạm thời 28 ngày trở thành cái injunction, là cái quyết định không cho phép Bộ Nội an hoặc là Bộ Ngoại giao, không cho phép Bộ Ngoại giao và cái quyết định hành pháp tiến hành, nghĩa là đổi 28 ngày trở thành cái injunction cho tới lúc nào mà cái kiện tụng này xử xong. Đó. Giống như là cái quyết định về gánh nặng xã hội đã có cái injunction không cho thi hành. Đó. Rồi đồng thời xin phép chánh án ở Portland, Oregon đưa cái kiện tụng này trở thành cái kiện tụng gọi là class action lawsuit, là cái kiện tụng tập thể, tập thể. Nghĩa là còn nhiều người ở tiểu bang khác, nhiều người ở thành phố khác muốn chống lại cái quyết định hành pháp này, thì bây giờ đưa hết những cái kiện của những cái tiểu bang khác vào, nhập vào cái kiện tụng ở bên Portland, Oregon, trở thành cái class action lawsuit, là cái kiện tụng tập thể để chống lại cái quyết định hành pháp này. Và ông chánh án đã cho biết, luật sư đại diện cho biết rằng là ông ta sẽ đưa ra cái quyết định là cho phép có trở thành cái injunction, nghĩa là mình biết sẽ hết hạn vào ngày 30 tây tháng 11 này, cái tạm thời 28 ngày sẽ hết hạn vào ngày 30 tây này, thì ông chánh án sẽ đã cho biết rằng là trước ngày 30 tây này ông ta sẽ có cái quyết định từ tòa để cho có nên ngưng lại hết luôn không cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump trong cái thời gian ông ta giải quyết cái kiện tụng này. Đó, cho nên từ đây cho tới thứ bảy này, là chúng ta ngày hôm nay ngày 25, chúng ta còn lại 4 ngày nữa thôi, là trước ngày thứ bảy này thì chúng ta sẽ có cái quyết định của tòa Portland, Oregon là có nên cho tiếp tục không thi hành cái quyết định hành pháp liên quan về bảo hiểm y tế cho những người định cư vào nước Hoa Kỳ hay không. Đó. Nếu mà ông ta không có cái quyết định đó, nếu mà ông ta không có đưa ra cái quyết định, thì cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu tiếp tục kể từ tháng 12. Đó. Cho nên đây là một cái chi tiết nó rất là lớn. Nghĩa là mình đã có cái quyết định của tòa án không cho thi hành cái vấn đề đòi hỏi bảo hiểm y tế khi người ta phỏng vấn ở Việt Nam tạm thời là 28 ngày. Thì cái 28 ngày sẽ hết hạn vào ngày 30 tây là thứ bảy này. Nếu mà chánh án không có đưa ra cái quyết định để tiếp tục chống lại, không cho thi hành cái quyết định pháp này, thì những người phỏng vấn tuần sau phải trình bày cái vấn đề liên quan về bảo hiểm y tế. Đó. Cho nên tôi biết là quý vị, rất là nhiều quý vị theo dõi chương trình này từ Việt Nam, theo dõi chương trình này từ tiểu bang khác, rất là nhiều thân nhân của quý vị đã có cái lịch phỏng vấn và chuẩn bị phỏng vấn. Đó. Thì bây giờ một cái tin tức rằng là mình biết từ đây cho tới ngày thứ bảy chúng ta sẽ có cái quyết định của tòa liên bang ở Portland, Oregon, có cho tiếp tục ngưng cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump về bảo hiểm y tế. Mà nếu mà cho tiếp tục thì phỏng vấn bình thường. Còn nếu mà ông ta không đưa ra cái quyết định hoặc là không cấm cái quyết định hành pháp tiến hành, thì những người phỏng vấn tuần sau khi đi vào lãnh sự quán chuẩn bị tinh thần và những cái câu hỏi liên quan về vấn đề bảo hiểm y tế. Tuấn hy vọng Tuấn giải thích rất là rõ ràng cho quý vị. Cho nên mình phải cần theo dõi từ đây cho tới ngày thứ bảy. Nào, nó khó về cái chi tiết này. Nó rất là khó về chi tiết này. Và chúng ta đừng có quên rằng là cái tuần này là tuần holiday. Đi vào cái mùa holiday ở bên nước Hoa Kỳ. Đó là lễ tạ ơn. Mà quý vị cũng biết rằng là thường thường lễ tạ ơn nó rơi vào ngày thứ năm. Excuse me. Nó rơi vào ngày thứ năm. Mà đa số những cái cơ quan nhà nước người ta sẽ bắt đầu
slow down hoặc là chậm lại hoặc là nghỉ việc vào trưa hoặc là chiều ngày thứ tư, nghỉ ngày thứ năm và thường thường nghỉ luôn ngày thứ sáu. Mà cái quyết định tạm thời nó sẽ hết hạn vào ngày thứ bảy. Cho nên hy vọng là ngày có thể ngày mai hoặc là thứ tư chúng ta có cái quyết định đó. Mà nếu mà quý vị mà không thấy cái tin tức gì ngày mai hoặc thứ tư thì rất là có thể cái quyết định nó sẽ rơi vào ngày thứ sáu hoặc ngày thứ bảy, sát tới cái ngày mà hết hạn của 28 ngày luôn. Tuấn sẽ theo dõi cái tin tức này và nếu mà Tuấn cảm thấy nó quan trọng thì Tuấn sẽ gửi cái alert cho tất cả quý vị đã ghi danh với Tuấn để nhận bản tin. Thì nếu mà Tuấn cảm thấy nó rất là quan trọng thì Tuấn sẽ gửi cái alert cho quý vị để cho quý vị biết là nếu mà thân nhân phỏng vấn tuần tới có cần đề cập về cái vấn đề bảo hiểm y tế hay không ở bên Sài Gòn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Nhắc nhở quý vị rằng đây là một cái chương trình chúng ta cập nhật về cái vấn đề tin tức liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch, chứ nó không bao giờ thay thế được cái sự cố vấn của quý vị với trực tiếp với luật sư quý vị. Cho nên lúc nào Tuấn cũng khuyến khích quý vị tham khảo luật sư quý vị. Và khi gọi vào rồi, làm ơn nói chuyện trực tiếp qua điện thoại, trực tiếp qua điện thoại. Và nếu mà Tuấn không còn câu hỏi nữa, quý vị có thể cúp điện thoại. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là cô Liên ở tại thành phố Houston. Xin mời cô lên tiếng đi cô. Dạ vâng, mời cô Liên ạ. Cô Liên ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi cô. Chào luật sư ạ, tôi tên là Liên ở Houston. Dạ vâng, chào cô. Tôi có bảo lãnh cho con đó. Dạ vâng, cô tiếp ngày tục. Ngày 20 tháng 1 năm 2015. Mời cô tiếp tục ạ. Vâng, thì hỏi luật sư là khi nào mà cháu nó được bảo trợ tài chính, thứ nhất. Câu thứ hai nữa là hỏi luật sư là bây giờ tôi phải theo dõi phần A hay là B thì luật sư cho biết ạ. Dạ vâng, cho tôi hỏi đây là cô có thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi phải không ạ? Dạ vâng, đúng. Dạ vâng, và cô vẫn là thường trú nhân chứ chưa vào quốc tịch phải không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Hồ sơ này có giấy chấp thuận chưa cô? Dạ có, chưa, giấy chấp thuận ngày 13 tháng 5. Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô có thể cúp điện thoại cho tôi. Cô Liên, bắt đầu tháng 12. Excuse me. Bắt đầu tháng 12 là cái hồ sơ này trung tâm visa có thể tiến hành về cái vấn đề bảo trợ tài chính đơn xin visa cô. Cho nên nhớ bắt đầu tháng 12 thôi chứ đừng có nghĩ rằng ngày mùng 1, ngày mùng 2, mùng 3 hỏi tại sao nó chưa có gửi về. Bắt đầu cái thời điểm đó thôi thì trung tâm visa có thể tiến hành cái thủ tục để cho cô và con của cô chuẩn bị phỏng vấn ở bên Việt Nam. Nào, cái khuyến khích của tôi trước khi liên lạc những cái cơ quan giúp cho cô hoặc là liên lạc với trung tâm visa thì phải chờ ít nhất là 30 ngày sau đó nữa. Cho nên bắt đầu tháng 12 này thì cái hồ sơ để cho phép chuẩn bị cái hồ sơ đó là phần B của cái visa bulletin cho F2B có thể tiến hành. Thì cái phần B của cái F2B của tháng 12 năm 2019 cho người ta tiến hành những cái hồ sơ trước ngày 8 tây tháng 2 của năm 2015. Hồ sơ của cô là ngày 20 tây tháng 1 của năm 2015. Thì tuần tới có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà chờ thêm khoảng 30 ngày sau đó nếu mà cô cần liên lạc, nếu mà cô không thấy cái gì hết với trung tâm visa. Cảm ơn cô Liên ở Houston rất là nhiều và xin lỗi cô cần theo dõi phần B nha. Rồi khi nào hoàn tất hết hồ sơ rồi thì cô coi cái phần A của cái visa bulletin để khi nào lên danh sách phỏng vấn. Bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp, đó là chị Lan ở Fort Worth, Texas. Xin mời chị Lan lên tiếng ạ. Dạ, xin chào. Em có một câu hỏi. Em muốn hỏi là bây giờ cái chương trình mà bảo lãnh anh em á,
nó có còn hay không vậy luật sư? Dạ vâng. Chị Lan còn câu hỏi gì nữa cho tôi không ạ? Dạ không, em chỉ hỏi cái câu đó thôi. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa chị Lan, hồ sơ bảo lãnh anh chị em F4 vẫn tiếp tục bình thường. Rất là nhiều dự luật, rất là nhiều dự luật muốn hủy bỏ hồ sơ con trưởng thành, con lớn tuổi, con lập gia đình và hồ sơ anh chị em. Nhưng mà tất cả những cái dự luật đó không có thông qua. Cho nên hồ sơ F4 anh chị em trong nước Hoa Kỳ vẫn tiến hành bình thường. Bây giờ cho Tuấn trở lại với thành phố Houston. Cho Tuấn xin mời chú Sơn. Xin mời chú Sơn ở Houston lên tiếng đi chú Sơn. Chú Sơn ở Houston xin mời chú lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, chào chú Sơn, đây là luật sư Tuấn ạ. Và sau cái câu hỏi của chú Sơn thì Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 12. Xin mời chú Sơn lên tiếng đi chú Sơn ạ. Vâng, chào luật sư. Dạ vâng. Tôi muốn hỏi luật sư, cái này tôi có nghe luật sư nói về cái quyết định của, cái dự định của Tổng thống Trump về cái chuyện mà bảo hiểm cho mua bảo hiểm cho cái người mà được phỏng vấn ấy. Dạ vâng. Thì tôi mới thắc mắc thế này, tức là ở nếu mà người ta ở đang còn ở Việt Nam thì làm sao ở đấy chúng tôi có thể mua phỏng vấn cho cái người phỏng vấn đó được, cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong vòng 30 ngày người đó tới đây thì như tôi biết, theo tôi biết tôi ở đây thì tôi thấy là phải có giấy tờ thẻ xanh rồi social rồi income rồi các thứ thì người ta mới báo bảo hiểm cho. Như vậy thì làm sao tôi có thể mua cho người thân trong vòng 30 ngày mà người ta tới đất Mỹ được ạ? Dạ vâng. Cảm ơn chú Sơn rất là nhiều và chú cúp điện thoại cho tôi sẽ hết lòng trả lời cho chú. Vâng vâng, dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn chú. Tôi không biết nói gì hơn tại vì tôi chia sẻ với chú cái kinh nghiệm về cái vấn đề này một tí. Ngày mùng 1 đây tháng 11, okay. Thì cái đó là hôm thứ Sáu, okay. Tối đêm thứ Sáu. Rồi ngày mùng 4 đây tháng 11 là thứ Hai. Đáng lẽ nếu mà không có cái quyết định gì của tòa thì cái ngày hôm đó là cái ngày đầu tiên mà những người phỏng vấn ở Việt Nam thì phải trình bày về cái bảo hiểm y tế. Nhưng mà suốt cả cái tuần đó, trước đó vài ngày, chính bản thân tôi phải coi trên Bộ Ngoại giao hướng dẫn như thế nào. Rồi tôi phải coi nhiều cái form, nhiều cái chat, cái form chat trên Internet để xem người ta góp ý kiến như thế nào. Và tôi, chính bản thân tôi là hội viên của luật sư Đoàn Duy Trú. Và chúng tôi trao đổi nhiều chi tiết lắm. Thì tôi đồng ý với chú là ở Việt Nam làm sao hiểu biết về cái bảo hiểm bên này. Mà đức thân cái quyết định hành pháp đó của Tổng thống Donald Trump cho biết rằng nếu mà bảo hiểm dưới chương trình của Tổng thống Obama thì không có được chấp nhận. Hoặc là Medicaid không được chấp nhận. Cho nên nếu mà mua bảo hiểm dưới cái Obamacare không được, Medicaid cũng không được. Thì phải cái bất cứ cái bảo hiểm nào ngoài hai cái tình trạng đó. Nhưng mà cái bảo hiểm ở đây nó rất là nhiều và nó đủ loại hết và nó ăn thua tiểu bang nào nữa. Cho nên nó rất là khó để cho chính bản thân Tuấn nghiên cứu cho Tuấn, rồi sau đó nghiên cứu rồi giải thích cho thân chủ mình ở Việt Nam. Đêm ngày thứ Sáu, sáng ngày thứ Bảy ở bên đó tại người ta phỏng vấn ngày thứ Hai. Đó. Và cái thực tế khi qua đâu phải giấy tờ mình có liền đâu, mình phải chờ thời gian nữa. Cho nên tôi hoàn toàn bằng lòng với chú về cái vấn đề chú trình bày. Cho nên nhiều khi cái trách nhiệm của tôi chỉ trình bày cái gì trong cái vấn đề mà tôi thấy nó liên quan về luật pháp thôi. Nhưng mà ngược lại, giống như một cái quyết định như vậy, rõ ràng là khi đưa ra một đích là cái vấn đề đích khác nữa. Một cái purpose là vấn đề khác nữa. Là có thể nó liên quan về chính trị. Nó có thể nó chống lại cái con số người định cư. Nhưng mà nếu mình không biết, mình phân vân như vậy, tôi bảo đảm với chú Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng không biết luôn.
chính bản thân tôi check những cái website của Bộ Ngoại giao và tôi trao đổi những luật sư khác. Thì tôi nhớ là Bộ Ngoại giao chỉ nói cần làm này thôi. Đó, và Bộ Ngoại giao tạm thời thành lập một cái questionnaire, một cái mẫu đơn DS-5541. DS-5541 nó chỉ có 4 câu hỏi thôi. Đó, mà cái câu hỏi này nó rất là, nghĩa là người ta chỉ có làm cho có thôi. Mình không dám nói như vậy, nhưng mà dĩ nhiên mình phải quan trọng, hoặc là mình phải coi trọng cái quyết định hành pháp của Tổng thống chứ. Cho nên chú đưa ra một cái câu hỏi nó rất là tốt, nó rất là meaningful, có ý nghĩa. Đó, và nếu mà mình không biết thi hành như thế nào, Việt Nam không biết thi hành như thế nào, thì rất là có thể chánh án, tòa án đồng ý với chú là cái vấn đề này là về quốc hội phải thay đổi cái mặt luật, chứ không phải là một người tổng thống dưới cái vai trò, dưới cái chi nhánh của hành pháp mà có thể tự thay đổi cái luật như vậy. Thì cái đó là cái kiện tụng mà tòa ở khu vực, không phải tòa liên bang ở thành phố Portland, Oregon phải giải quyết. Mà tôi rất là hy vọng là từ đây cho tới ngày 30 Tây là cái người chánh án sẽ đưa ra cái injunction không cho tiếp tục thi hành. Không cho tiếp tục thi hành. Nếu mà không có, tôi có thể nói với chú là thứ 6, thứ 7, chủ nhật tôi sẽ tiếp tục phải gọi điện thoại về Việt Nam và hướng dẫn cho người ta nếu mà người ta sắp sửa đi phỏng vấn. Cảm ơn chú rất là nhiều, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái Visa Bulletin của tháng 12 của năm 2019. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 12 năm 2019. Bản B, Days for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa. Hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 11 năm 2013. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 10 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 8 tháng 2 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 5 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 7 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 12 năm 2019. Và thưa quý vị, vừa rồi là cái phần B của cái Visa Bulletin của tháng 12 năm 2019. Tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối ngày hôm nay, và chiều tối ngày hôm nay là ngày 25 Tây của tháng 11 của năm 2019. Và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.